Hello everybody, welcome to Heo BKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo BKT. Thì chúng ta lại khởi đầu một con game đầu tuần cho chúng ta, cho anh em nữa ha. Đây là một con game khá đổi thân thuộc đấy chứ chúng ta ha. Đây là một con game ở đâu mắt sau này. Chứ này nó không có tua lại được anh em. Cái khúc mà con nhỏ nó lộn nhào đó không có tua lại được. Chứ nếu mà tua lại được khúc đó là ngon lành rồi. Thì chứ ấm rồi. Rồi thần cơ cũng dở. Hôm nay chúng ta chơi con Võ Lâm Truyền Kỳ Mobi ha. Heo thấy con này còn chơi còn ngon hơn con kia nữa. Con kia được cái là nó quay về thời sơ khai thôi, chứ thật ra thì nó cũng bình thường thôi. Chơi mà chơi còn hút máu hơn con này nữa chứ. Con mà bản Võ Lâm 1 Mobi ấy, trời ơi nó còn hút máu, hút thấy kinh khủng luôn. Bả ta nói 60 kim nguyên bảo mà hết 20.000, phải thì. Rồi bản này là bản 24 phái nguyên thủy mới nhất nha anh em. Đó. Phiên bản này thì mới nhất hiện nay rồi hả? Giờ hiện tại không biết là tiếp theo là nó sẽ ra thêm con gì nữa đây, không biết phái gì đây. Sau này ở đây như chưa có cổ mộ mà đúng không? Còn nhiều phái lắm. Ở đây Long Tước hôm nay chúng ta có chơi lên chơi Long Tước không ta? Đang suy nghĩ hay là Minh Giáo. Minh Giáo thấy cũng nhiều người chơi nè. Mà thôi. Suy nghĩ rồi, không chơi Minh Giáo hả? Đây bạn Hoa được không ta? Đó, con nào cũng đẹp hết, bạn Hoa nè, đó. Mình chỉ nhớ là có Đoàn Thị nữa đúng không ta? Bá đạo, nên suy nghĩ về chơi bá đạo đâu ta. Nè Đoàn Thị nè, thôi chơi bá đạo đi. Thì kim hả? Ok. Con này là một trong những con mà Heo thích chơi nhất nè anh em. Đó, qua các thời kỳ, qua các phiên bản, em nói là con mà dễ chơi nhất. Khoái nhìn mấy cái hình này nè. Đó, mấy cái hình lúc đầu nó đẹp. Đây. Đó, trời ơi, ok, vô, đặt tên ngoài luôn ha. Rồi, vô game. Rồi, đầu vô thì chúng ta sẽ được tặng level 59 ha, để mặc đồ rồi đi vô. Đó, kim nguyên bảo thì game này có thể trend full nha. Đó, nó ngoài ra nó còn có thể trend được mấy cái su event rồi nữa ha. Su đó đổi ra danh vọng. Rồi danh vọng ban, điểm ban, rồi tùm lum hết á. Nói chung là nó đổi đủ thứ. Nguyên khí, thần khí, rồi tùm lum hết. Rồi khí oxy, nitơ, carbon gì đó. Ok, rồi xong rồi. Đó, full kiếm hiệp 18 cho anh em luôn ha. Ok, rồi chúng ta vô kỳ chân cát. Kỳ chân cát thì ở đây là bán giá hữu nghị ha, giá bằng với ở ngoài nha anh em, không có bán hơn gì hết ha. Đó, ở ngoài bán sao, Bina Game bán sao, đây bán y vậy. Đó, rồi bàn luôn nè. Đó, rồi ở đây shop danh vọng vẫn y vậy. Kiếm hiệp thì chúng ta được kiếm hiệp 18. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có shop ngân sức ha. Ngân sức thì ở đây chúng ta sẽ được một ngân sức nha anh em. Đó, đồ mắc cắt cái đao này đẹp quá ta. Phải chọn con này là gì nè, nó có cái đao khá là ngon đẹp. Cái đao này nó khá là đẹp nhưng mà nhìn giống cây đàn chứ có đó cái đao gì. Cái này cái đao cổ nè. Đó, quần áo nè, chút chúng ta tính sao ha. Rồi bây giờ chúng ta đi sơ về nhân vật nè ha. Đó, trong này không có gì hết, chúng ta sẽ nhận quà. Đây, nhận quà thì chúng ta sẽ được một đồng hành Trương Tâm Phong 4S đồ thơm kỳ tài luôn. Đậu. Đó, ngoại trang, hú cười, lực chiến, cẩm nang. Rồi phúc lợi. Phúc lợi quà ủng hộ gì nè. Chiến thần lệnh, rồi thưởng nằm đầu. Điểm danh nhận quà mỗi ngày nè không. Bạc, kim nguyên bảo, rồi gương hoàng kim,
rồi điểm cống hiến ban, rồi rất là nhiều ha. Rung cây nhận tiền nữa nè, ủy thác rời mạng nhận lại phần thưởng. Ở đây thì nhận lại phần thưởng thì chúng ta nè thăng cấp nè ha, gỗ quà cường hóa nè, 450. Ok, để đó đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin server ha. Đây, thông tin server chưa, đây nè, qua bên trang chủ của game. Đây, khai mở S5 võ đan bảng 24 phái chính thức. Khai mở S5 vào 20 giờ 9 phút ngày 14 tháng 6 ha. Tặng 500.000 Việt Nam đồng vào tài khoản, là tương đương với 500.000 xu trong web anh em. Đó, nên là chúng ta có thể mua các gói ở trong cái phần phúc lợi ha. Phúc lợi ở đây nó có bán ví dụ như là gói có đầu tư này đi. Đó, 100k. Đó, anh em có thể mua. Đó, rồi chúng ta đăng nhập mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được kim nguyên bảo nè ha. Đó, hay là đầu tư level. Đó, đầu tư level cũng nhận được nè, hay là qua ủng hộ. Ủng hộ server nè ha. Có 160.000 được 60 vạn. Đó, không thì 60 vạn mắc quá đúng không? Không thì chúng ta mua 20. Đó. Rồi ở đây thì nó có mấy cái gói 50, 20, 2000 gì nè, không thì gói đầu tư đâu nè, nó rất là nhiều. Đó, chúng ta có hùng cái thể dùng 500.000 này. Chúng ta mua những thứ cần thiết ha. Rồi tặng 4 fit code giá trị 4 triệu. Ok. Rồi thông tin server chuẩn bị cập nhật bản mới 25 phái. Wow wow, chat mic link server. Nghe cái này là ngon rồi nè. Chuẩn bị cập nhật phiên bản 25 phái. Ok, bán tất cả ngoại trang giá 1 ngân sức. Thì nằm ở đây ha. Đây, ngoại trang 1 ngân sức. Rồi ở đây thì tắt kênh nạp đổi kim nguyên bảo. Phiên bản càng cuốc chuẩn KS đá hồn ngân sức qua hoạt động tặng 2 bet, 4 bet và 5 bet, 3 bet tặng level 59, tặng kiếm hiệp 18 miễn phí, toàn bộ tặng toàn bộ đồ hoàng kim và bạch kim, tặng tiền web miễn phí hàng tuần không cần phải nạp, hỗ trợ người chơi cài cốt tối đa nè hả, tắt bài bán kỳ chân cát nè hả, chen quái rớt kim nguyên bảo và tiền nè. Đây, cái tiền thì chúng ta đến sứ giả hoạt động nè. Đó, rồi chúng ta có thể đổi nè hả. Đó, ở đây đổi hoa khỉ bích, đổi rương mảnh phá quân đường. Nói chung là nhiều thứ. Rồi ở đây thì báo danh nhận code nè hả. Đó, like share công khai, chụp hình gửi admin ha. Ok, rồi bây giờ đi xin code chứ là nhập code cái đó. Rồi thì heo mới nhập code xong ha. Đây chúng ta được khá nhiều đồ nha anh em. Đó, code một đống đồ luôn. Đó, đó. Ok, rồi chúng ta sẽ được một nùi ha. Kim nguyên bảo thì đang trend nha. Ok. Đó. Đó, đồng hành quỷ cốc tử nè. Đấy. Rồi tần thủy hoàng nè ha. Rồi sao bị đánh rồi, hẹn vũ nè. Giờ là đang có người farm ở đây. Đậu xanh ta đang farm. Ok, về về nhà thôi. Rồi ở đây thì được một viên cộng 50 hả. Ok, chúng ta được huy trang bị bậc 4 hả. Giám định rồi mặt thôi. Đó, trời ơi, bậc 4 gì cũng chơi hết hả. Ok, baby. Rồi trang bị thôi, nhanh gọn lẹ. Đó, đẹp liền. Đây, quy được viên tàn kinh cộng 50 là thấy cũng khá khôm rồi đó anh em. Ở đây là thủy tinh nè hả, thủy tinh lam đồ này nọ đầy nhóc luôn. Đây là đồng hành 2S. Rồi ở đây là vũ khí bổn mạng để kích lên nữa nè hả. Rồi cỏ may mắn, rồi hoa hồng, rồi ỷ thiên kiếm để muốn đổi trùng sinh là thì đổi hả.
toàn bộ chúng ta có nữa nè. Đó, đây là toàn bộ những gì chúng ta được phi. Rồi chưa kể là chúng ta còn có thêm 500 ngàn xu ha, 500 ngàn xu web. Ở đây chúng ta có thể mua ngân sức nè ha, 50 ngàn chúng ta mua được 5 ngàn ngân sức. Còn ngân sức anh em có thể làm hoạt động nè, full một ngày thì chúng ta nhận được 1 ngàn ngân sức, khỏi cần phải đi mua hả, cũng được lắm đó nha. Đó, ở đây chắc theo sẽ đi kiếm bộ đồ anh em. Ok, lấy cái cây này đi, mở đi coi mua mấy cái khác nó có không ta. Ở trong gói đầu tư nè hả, mày có không? Không có. Cái gói đó mà không có mấy gói kia làm gì có. Ok, vậy chúng ta sẽ lấy gói ủng hộ server hả. 180 thôi, lấy gói nhỏ thôi, gói 20 đó, chúng ta sẽ được quà nạp đầu nữa nè. Đấy, trời ơi kinh ca. Đó, trang bị thú cưỡi rồi đá hồn ngẫu nhiên rồi mật tịch thì ta lấy không mà. Rồi bây giờ đây cũng có luôn, thôi bỏ 50 ngàn ta mua luôn đi cho lẹ. Rồi ở đây áo hả, mặc thử không, cái bộ này cũng đẹp, con thư sinh quá, giang hồ mà phải mặc. Ôi giang hồ này thấy gớm quá, thư sinh đi anh em. Đấy, rồi đầu kiểu đầu nào hợp đây, hắc bính đuôi chồn hả, đó đó đó, tóc bạc bạc vậy đẹp nè. Ê bộ này đẹp luôn. Thú cởi nè, thích con nào thì cho nó cởi con đó, mặc thì thích để vậy đi. Dấu chân thì chơi màu tuyết, chơi màu này luôn. Ok, đằng sau thì chúng ta sẽ cổng theo con heo. Ok. Rồi, hũ cởi thì bên này hũ cởi, dưới này có hũ cởi nè. Đây, cho con này đi. Đó, thấy không? Shop ngân sức chỉ có một ngân sức thôi nha anh em. Trời ơi, tha hồn mà chơi, tha hồn mà. Full trí óc tưởng tượng của chúng ta. Đó, đẹp luôn, trời ơi. Đầu xanh cưng. Rồi, đầu nè, đó. Sao cổng heo con heo nữa, trời ơi. Thứ gì mà chịu nổi, đẹp quá trời đẹp luôn nè. Ai mà phối cho nó đẹp dữ vậy không biết. Rồi, bây giờ thì chỉ việc ra mà trên thôi ha. Đây, server có người trên là chứng tỏ là server không có vắng ha. Ok, cũng được nha anh em. Ở đây bị mất ấy nè, để chứng tỏ là ở đây có người ha. Ok, rồi thì nhắc lại luôn, thông tin server mới S5 phiên bản 24 phái sẽ được chính thức khai mở vào 20:09 ngày 14 tháng 6 ha. Anh em nào có chơi thì tải về nha anh em, link dưới phần mô tả ha. Đó, chuẩn bị ra phiên bản 25 phái luôn nè, nên là tranh thủ nha. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye. Yeah, đó. Đấy không, ngân sức tiền đồng nè, mới nhận được nè ha. Rồi, ok, bye bye. Trên đây chút là chúng ta cũng được đóng đồ đấy.